Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Tinh Tế. Và ngày hôm nay thì Đan Anh sẽ chia sẻ cho mọi người một mẹo vặt để chúng ta có thể tạo ra những bức ảnh động GIF từ bất kỳ một cái video mà mọi người thích trên YouTube. Và cách này thì rất là đơn giản, chúng ta không cần phải sử dụng một cái ứng dụng bên thứ ba nào cả. Cùng mình bắt đầu nha. Bước đầu tiên thì tất nhiên là mọi người cần phải vào YouTube và chọn cái video mình yêu thích. Hiện tại thì mình không biết là mình sẽ sử dụng cái video nào cả và có một cái gợi ý sẵn ở đây là phim hoạt hình Lava. Sau đó thì mình sẽ tua đến cái đoạn mà mình cảm thấy mình cần cáp cái phần nó lại để trở thành một cái hình động. Chẳng hạn như là từ giây 10 phút 32 cho tới giây 10 phút 38 đi. Đó, chẳng hạn như thế này. Thì tiếp theo mình sẽ gõ lên cái đường link. Ở trước cái phần chữ YouTube mình sẽ gõ chữ GIF rồi nhấn Enter. Thì sau khi mà bạn nhấn Enter, nó sẽ chuyển cho chúng ta sang một cái trang web chuyên để làm ảnh động. Rất là ngầu luôn, trang web này thì rất là sinh động. Đợi một chút xíu, hệ thống tải một chút xíu thì cái video mà chúng ta chọn từ YouTube nó sẽ được hiện ra đây. Sau đó thì mọi người chỉ cần chọn cái thời gian bắt đầu mình mong muốn. Đấy, ví dụ như là cái khúc này đi. Từ 26.06 cho đến 26.08 thì cái đoạn này nó cũng khá là hài á. Rồi, đặc điểm của cái trình duyệt web mà có thể giúp chúng ta tạo ảnh động này đó chính là chúng ta có thể add thêm những cái caption, chèn text vào. Chẳng hạn như là ở đây mình muốn thêm dòng chữ là vui nhộn chẳng hạn, hoặc là vui quá. Rồi, mình có thể chỉnh màu cho cái phần text này luôn. Rồi, sau đó mình sẽ cho cái chữ này nó to lên một xíu. Vừa rồi thì mình đã chèn text cho cái ảnh động của mình này. Bây giờ thì mình sẽ bấm Create GIF, nghĩa là tạo ảnh động. Hệ thống nó sẽ xử lý một chút xíu và bạn có thể đặt tên cái ảnh động của mình ở đây là vui quá. Đợi một chút xíu thì cái thanh ở phía trên đi xong thì chúng ta sẽ có được một cái ảnh hoàn chỉnh. Sau đó thì chúng ta sẽ bấm Next. Bấm No Thanks. Rồi, đây là cái bước kết thúc cuối cùng. Mọi người chỉ cần copy cái đường link này thôi và sau đó chúng ta paste nó qua bên Facebook để đi bình luận khắp mọi nơi thì chúng ta đã có được một cái hình động vui vẻ như thế này rồi. Rồi, và đây là Facebook của mình thì bây giờ mình sẽ vào trang cá nhân của mình luôn. Kéo xuống một chút xíu, mình sẽ thử bình luận ở ngay đây luôn. Mình sẽ paste cái đường link hồi nãy và nhấn Enter. Và kết quả cho ra được, mọi người đợi chút xíu thì cái hình động hồi nãy mà chúng ta tạo nó sẽ hiện ra ngay cái phần dưới phần bình luận này. Và chúng ta có thể sử dụng cái này để đi bình luận cho trên tường nhà bạn bè. Cũng khá là vui, đấy, thế là xong. Và vừa rồi là một vài mẹo vặt đơn giản để chúng ta có thể tạo được những hình ảnh động từ bất kỳ một video nào trên YouTube rất là đơn giản. Và mọi người thấy sao về cách này? Nếu mọi người đã thử và thành công thì đừng quên quay lại video này và cho mình biết đó nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.